Đúng rồi, người ta làm ăn người ta tin hồ lô tưởng vàng đó, đã thích cái bình hồ lô đó. hồ lô vàng, ta kêu hồ lô vàng. Dạ. Đó là mai vàng hình hồ lô. Hình thú phân chi đều luôn nè, phình gốc nữa nè. Dạ. Mày không biết chơi mai này là mai giảo, người ta gốc vàng luôn nè. Ở đây đâu có mai giảo. Ở đây chỉ mai thường mình thôi. Đâu có cái gốc vàng như ông nhìn đó. Hay ha, ra bình hồ lô đây, quẹo xuống đây. Dạ không thấy à. Đâu phải tôi nói chơi đâu. Đâu phải nổ đâu. Mai giảo mà nó bị nứt ra gì là mai đang lớn. Ở đây mà chú bảy dưỡng là bự một cái bán. Để chắc để dưới cửa. Ngon. Cái nào? Hên, nó hút tài lộc. Hình hồ lô nè. Nè, cây này là 450 nè, nó lên mạng nó bán 450 nè. Đúng rồi, 400. Nó không phải nó bán hàng kè gì đâu, nếu ông lựa một cây á là giá tại gốc nó là. Rồi mình lấy xô. Tại vì không nè, phải. Nè, giao lưu có trà uống nè, bảy trà vối nước nước trà, sôi để vô. Trà vối này lâu lắm luôn. Để không phải là để vô. Lớn là mắc tiền. Mà phải có giá trị hình dáng nó, cái bộ gãy nó, ăn thua là bộ gãy chứ. Nó nói ví dụ mắc rẻ, phải không ví dụ là ăn thua là bộ ghế. Mấy cây mai này mà bình thường trồng cũng khoảng 5-6 năm mới được nè. Lúc nó cắt nó chét thuốc hết rồi chú. Không ơi. Chét thuốc, mấy này hay quá. Thấy nó không chét thuốc mà lên bình thường. Mấy này hay lắm. Nó tưới kích thích chứ này. Không phải tưới kích thích. Trước khi nó bứng mai là nó móc ra bộ ghế này khoảng 1 tháng nó mới trở lại bứng. Yeah. Đặng cho nó vững cái bộ mền. Chứ mình móc ra mình làm liền là nó không có vững bộ mình. Cái này mình trồng rồi, nếu nữa mình trồng rồi y gan khoai mì mình phải nhét cái này cho nó lớn nó bự chứ. Nằm trên. Kỳ vậy? Cái mặt này nằm ngang với cái mặt bầu. Là nữa cái này nó phình ra nữa dừng nữa nó bự ha, nó phình. Sao ra. Mình không giấu nó cũng như khoai mì cho nó bự. Trời không để cho nó bự. Ta đưa cái đó lên là giá trị không? Cây mai mà nó đẹp gốc rồi ha ông ta ông thấy cái